Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào cô bác anh chị và các bạn. Thì trong thời gian vừa qua đã rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt trong thời gian vừa qua rất nhiều các anh trai các em trai về đây tìm vợ. Dạ, câu chuyện này vô cùng phức tạp. Rất nhiều người về đây báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương một đằng nhưng mà thực hiện là một cách khác nhau. Nhiều người về đây chia sẻ với anh em hiệp sĩ Bình Dương là tôi hoàn toàn không đánh vợ nhưng mà rất đến làm tiếp là nhiều người chị vợ bị đánh bầm dập. Đó, rất nhiều các câu chuyện khác để cô dâu bỏ trốn trong thời gian vừa qua cũng rất nhiều câu chuyện vô cùng phức tạp. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một em trai ở một tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin phép chào em trai nhé. Vâng ạ. Rồi, em có thể giới thiệu em họ tên đầy đủ là gì? Họ tên em là Chu Văn Trương ạ. Ừ, em quê quán ở đâu? Em quê quán Kim Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn. Lạng Sơn luôn. Nơi thường trú là thôn Sao A, xã Ea Vi, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Ồ, vậy là em nguyên quán tại Lạng Sơn, sinh sống tại Đắk Lắk, đúng không ạ? Vâng ạ. Rồi, em dân tộc Kinh hay dân tộc gì? Em dân tộc Nùng ạ. Dân tộc Lùng. Rồi, vợ em là họ tên đầy đủ là gì? Vợ em họ tên đầy đủ là Đường Thị Thầm ạ. Đường Thị Thầm. Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1990 ạ. 90, còn em năm nay em sinh năm 9 mấy? Em sinh năm 1987 ạ. 87. Rồi. Vâng ạ. Rồi, hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không em? Hai vợ chồng em có đăng ký giấy kết hôn ạ? Ừ, có đúng không? Có ạ. Mình được mấy người con rồi? Dạ, gia đình em được 2 người con rồi, Con con trai trai con gái ạ. con em nhiêu tuổi rồi? Con em năm nay là học lớp 6 rồi, con Không. cả. Và con thứ hai nên là học lớp lớp 2 ở năm nay lớp 3. Rồi, là hiện nay cả gia đình trước thời điểm vợ mất tích là đang sống tại Đắk Lắk hay đâu? Trước thời điểm chưa mất tích là sống tại Đắk Lắk ạ. Rồi. Rồi, em cho anh hỏi này, em hiện nay là em đang làm công việc gì? Em đang làm vườn cà phê với Vườn lại trồng điều, của nhà hay vườn của ai? vườn của nhà mình ạ. Nhiều vườn không em? Vườn em cũng được Bao nhiêu hết? đất đỏ 4 5 sào, mà đất đen cũng được 3 4 hectare ạ. Ồ, đất đỏ là sao? Đất đen là sao em? Đất đỏ là đất để Trồng cà trồng phê. trồng cà phê, đất đen nó trồng nó khô nước, nó khô cành, nó không đẹp. Đất khô, đất đấy là trồng chuối à? Trồng 3 cây điều, Trồng điều. cây nào nó khỏe hơn thì mình Gia trồng. đình mình kinh tế ổn lắm em? Gia đình kinh tế thì nói chung là ổn thôi. Mình thu nhập một tháng hoặc là một năm hoặc một quý bình quân được khoảng bao nhiêu tiền em? Cái này nhà nông thì tính thì khó khăn lắm, do mùa màng nó được thì không tính tháng được đâu. Nếu mà cuối năm về được mùa nhiều ấy thì mình được nhiều, mà được ít thì Có mình được năm ít. nào được mùa mà thu hoạch nhiều mà bội thu ấy nhưng mà mất giá không? Có không? Cũng có. Em chủ yếu thu hoạch thu nhập về cái gì? Em là có được ít cà phê, nếu mà điều mấy năm nay mà không mất mùa thì được ít điều, nhưng mà mấy năm nay điều bị bệnh nhiều quá thì không được mùa màng Cà nữa. phê giá giờ nhiêu em? Giá hiện tại hình như chắc là 60 hay là 60 mấy gì đó, em không Vậy không ông không bây giờ cà phê nhà em này. bán hết rồi, em không không Rồi. không nắm cái giá. Rồi, ok em. Bây giờ anh trò chuyện với em một khúc ban đầu để cho em cái thứ nhất là em cũng thoải mái tinh thần, cái thứ Vâng hai ạ. là em bớt căng thẳng và mình Vâng. tiếp tục cuộc trò chuyện trực tiếp nhé. Dạ. Hy vọng là em chia sẻ thẳng thắn hơn, rõ ràng hơn em nhé. Dạ. Rồi. Bây giờ cho anh hỏi thế này, vợ em lý do tại sao bỏ nhà đi? Lý do vợ chồng cãi nhau, cãi lộn nhau nhiều lần, Ồ, và sao? là vào lần cuối cùng gần đây nhất là ngày 30 tháng 5. Mới đây. Dạ, 30 tháng 5, cũng cách đây là Nửa tháng. một nửa tháng rồi ạ. Ừ. Có cãi nhau một lần cuối là tối hôm đó vợ em bỏ nhà, vì em có chạy theo nhưng mà vợ em nó đi đường 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 rừng. đường qua vườn, Đường rừng, và trốn đường đúng không? qua qua gốc điều, thì là em không Không tìm không được. không không kịp kéo vợ lại kịp. Cho anh hỏi tại sao vợ chồng cãi nhau? Vợ chồng thì nói chung là cũng không có gì. Mình nói thật đi. Vâng, là Ừ. cái do công việc nhà nông thì vợ thì cầm điện thoại nhiều quá đấy, là em thời gian thì thấy vợ cầm điện thoại nhiều quá là em bực, em nóng, bực nóng thì chửi chửi vợ, chứ không phải là vợ chồng có cái gì mà sâu xa gì hết ạ. Thời gian cầm điện thoại vợ. Em cho anh hỏi này, hai vợ chồng em kết hôn được bao nhiêu năm rồi?
Em bây giờ cũng không nhớ khoảng nữa. bao nhiêu năm, mười mấy năm Bây không? giờ con là được Mười mấy con tuổi? học học lớp 6 và 10 12 12 năm, tuổi. 12 tuổi. 12, 13 năm rồi ha. Tức là em kết hôn trước đó 2 3 năm. À, thế khoảng 15 năm sống với nhau rồi. Nói Em vậy cho dễ hiểu đi ha. trước khi mà kết hôn em đợi chồng cà lớn này em mới lấy con. Đấy mà chồng cà sống được 2 năm rồi vợ chồng là có con rồi. Ồ, Đấy. rồi. Chưa Trước chưa khi kết hôn ấy là vợ chồng em là sống tại đâu? khi kết Quen nhau hôn ở đâu? sống quen nhau ở tại Lạng Sơn. Đắk Lắk. À, vậy là gia đình em sống Đắk Lắk lâu rồi đúng không? Năm gia đình em chuyển vào Đắk Lắk đây năm 96 rồi ạ. Ờ rồi. Bây giờ cho anh hỏi tiếp thế này. Kinh tế gia đình mình thực sự có ổn không? Kinh tế gia đình mình thực sự là ổn ạ. Ổn, nói chung không phải lo kinh tế. Không, kinh kinh tế gia đình mình nếu mà chịu khó làm thì rất là ổn ạ. Ờ, nhưng mà lại không chịu khó thì có đủ sống không? Có ạ. À, vẫn đủ sống đúng Dạ, không? kinh tế bây giờ là dễ đấy. Cà phê nếu mà mình thu hoạch thì ít ít cũng được cả 1 tấn nhân một năm rồi. Tấn là cũng 60 triệu ha. Dạ, Ừ, vậy không là không ổn ha. không không phải Ừ, nói chung mỗi tháng được thu nhập là 5-7 triệu đúng không? là. Rồi cho anh hỏi này, từ khi em lấy vợ hoặc sống chung với vợ đến giờ phút này em đánh vợ bao nhiêu trận rồi? Em chưa hề đánh vợ lần nào ạ. Chắc không? Chắc 100% luôn ạ. Tát tai nhéo mắt nhéo mũi Không mấy lần có rồi? tát tay, không có nhéo mắt nhéo mũi luôn ạ. Cấu không? Không cấu ạ. Thế mình có chửi không? Có chửi, Chửi nhiều có không? chửi nhiều ạ. Tại sao chửi nhiều vậy? Thì lý do thì chửi do vợ cầm cái điện thoại nhiều quá, phải Vợ chửi. có đánh lại bao giờ không? Không. Vợ có chửi lại không? Vợ chồng thì phải cười, chửi chửi Có nhiều quá. là ông chửi bà chửi ông? Đúng Thì không? ông chửi bà nhiều quá thì bà phải chửi ông lại. À, thế con Đấy. là đúng rồi, thế Đó. là được. Gọi là huề cả làng đúng không? Đó. Gọi là một ông thì chín đạng mà bà này Còn cái chuyện mà một tát ký. tay đụng tới nhà phụ nữ là không có. Nói chung là thực sự là em chưa đánh vợ. Chưa ạ. Tối hai vợ chồng có ngủ chung không? Trước chưa chửi nhau thì có, mà dạo này chửi nhau rồi Ngủ riêng. chửi vợ rồi kêu vợ đi sang nhà bà ngủ. Là vợ tự sang hay là em Em đuổi? đuổi sang. Sao kỳ vậy? Thế mình ăn chay luôn Thì à? là do tóm lại là vợ chồng này chỉ vì cái điện thoại thôi chứ chả già Vậy là cái em gì hết cả. tình cảm với vợ chưa? Không ạ, à, em còn yêu thương vợ Còn tại mà. sao đuổi vợ đi? Thì lúc bực lên Bực, là nhưng mà em bực bao nhiêu ngày? cũng vài 3 ngày thôi ạ. Vài ba ngày. Dạ. Vài ba là mấy em cụ thể? 2 3 hôm ạ. 2-3 hôm xong em sang tự gọi vợ em về hay vợ em tự về? Vâng ạ, à, em đi qua gọi về lấy Vợ hộ em gọi về em ạ. sao? Em gọi em sao? Gọi bà đi về nhà ở. Bà xong gọi mà vợ chồng mà anh em mà lại gọi bà. Thì lúc vợ chồng lấy nhau chưa có câu nào anh em, chỉ có ông với bà thôi ạ. Ô trời đất ơi, sao Dạ. gọi chuyện nó thiếu tình cảm vậy? Thì Để gọi vợ ơi, vợ về anh nấu cơm rồi, vợ về ăn cơm, anh xúc cơm cho vợ ăn. Anh đun nước cho vợ tắm. Đó, vợ một cái một là vợ về chạy gấp luôn. Không sợ không về kịp thì vợ nó chồng nó đổ đi mất. Rồi bây giờ này. Vậy là thực sự là hai vợ chồng em không ngủ chung với nhau khoảng bao nhiêu tháng rồi? Đến giờ phút này. đến giờ phút này là từ lúc bà bỏ đi là được nửa tháng nay rồi, mà trước kia thì được Mấy năm rồi? 4 5 bữa ạ. Mới 4-5 ngày thôi. 4 5 ngày Còn rồi trước vẫn tính ngủ tính. chung. Dạ, bốn Ờ, năm thế vẫn ngày còn ngon. Rồi, 4 5 ngày vậy. không ngủ chung ạ. À, mới thế vậy là trong vòng khoảng trên dưới 20 ngày. Từ hôm Dạ, mà cứ cho 20 ngày đi ạ. 20 ngày. Dạ. Vậy nó cũng đâu có gì phức tạp. Người ta có thể người ta nhịn không ngủ chung nhau vài tháng được mà. Đây mới có 20 ngày thì bình thường. 20 Rồi bây ngày giờ ạ. này. Cái hôm đỉnh điểm nhất gây lộn nhau là vợ em cuốn đồ đi hay em đuổi vợ em đi? Em cãi nhau với vợ nặng lời là vợ. Em có chửi thề không? Em không chỉ thề đâu mà vợ xách đồ đi ạ. Nhưng mà lúc lúc đấy là mắt mũi mình có trận trận tròn lên không? Có Có ạ, à, mắt mũi không? có trợn tròn lên ạ. À, đấy, thế là vợ sợ là phải rồi. Nhưng mà trước khi vợ đi là em vẫn chạy theo để kéo nhưng mà không kịp. Kéo không sao đổi được nữa, lúc bây giờ không kéo được. Cái cơn mà nó mát mát rồi chập ảnh hưởng rồi thì em không kéo được. À, IC lúc bây giờ nó không lấy thì không không kéo được. Bây giờ này, vợ em từ hôm đi đến giờ phút này là vợ em có tuyên bố hoặc vợ có nhắn tin hoặc gọi điện về cho gia đình hoặc cho chồng cho con hoặc cho người thân nhân là vợ sẽ đi không về đâu. Vợ nói nhắn tin về là đi không về. Rồi Đi đấy. nếu làm được ăn thì làm 7 8 năm mới về. Ôi trời ơi. 7-8 năm mới về. Dạ. Còn nếu không được ăn là chắc chắn là không về nữa. Dạ. 7-8 năm này em nghĩ 7-8 năm là có đủ thời gian để em ngồi em suy nghĩ lại cái cuộc đời của em không? Chắc là không đủ ạ. Ừ. Bây giờ cho anh hỏi này. Vậy đến giờ phút này em đã hối hận trong những cuộc cãi vã chưa? Đến giờ phút này em phải bỏ công bỏ việc.
Em phải từ Đắk Lắk về đây mấy trăm km để em nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ. Dạ, em có hối hận rồi. Hối hận Em nhiều không? hối hận nhiều ạ. Đến giờ phút này em cảm giác em có thương vợ trong vòng hơn 20 ngày qua. Em ngồi suy nghĩ hoặc hàng đêm em không ngủ được. Em đưa tay lên trán, em suy nghĩ là tại sao mình lại làm như vậy để giờ phút này vợ bỏ đi. Không biết là vợ giờ này đang ngủ dưới mương, gầm cầu hay ống cống, hay vợ có bị người ta hãm hại hay không. Em đã suy nghĩ chưa? Em có suy nghĩ kỹ rồi ạ. Em thấy tội cho vợ không? Có ạ. Thương không? Thương ạ. Các con của em có biết mẹ đi đâu không? Các con hỏi suốt mà bố không biết trả lời như thế nào. Tại sao em không trả lời là bố đánh mẹ, bố đuổi mẹ, mẹ đi rồi? Mình nói thật đi. Thì giấu à? Không, cái này là chỉ cái vã nhau chứ không lúc bây giờ cãi lộn nhau. Không phải đuổi đâu ạ. Rồi không đuổi anh biết rồi. Nhưng ý anh đang nói chuyện như vậy, nhưng mà từ khi vợ em bỏ đi đến giờ phút này là các con của em có lên tiếng đi tìm mẹ em? Có. Cách đây 2-3 hôm hai bố con lên đây tìm ạ. À, cũng lên đây tìm. Mà mẹ không chịu ra gặp mặt con. Mẹ không chịu gặp. Yeah. Em có nghĩ rằng bây giờ vợ em cãi nhau với em, cãi lộn là một phần, nhưng vợ em có người đàn ông khác không? Theo em nói thật đi. Cái này em thì... Bao nhiêu phần trăm? Em không thấy tận mắt. Nhưng? Em chỉ nghĩ khoảng... 80 không? 50% nữa. 50 là 50 là 10. Dạ. Yeah. 50% là con bạn trai gọi có bồ. Dạ. Gọi 50% thì có để gây lộn, đúng không? Dạ. À, vợ em thường xuyên sử dụng điện thoại không? Bấm có, liên tục không? Ở nhà thì có buôn bán hàng trước kia là bán hàng mỹ phẩm. À. Và sau này nữa là em cấm nhiều quá. Em ghét. Em cấm cái gì? Em ghét cái mỹ phẩm bán để bôi lên mặt. Những cái mặt, cái miệng thì là tính của em là em ghét cái đó. Mỹ phẩm giả à? Em có... Vậy là vợ em buôn hàng giả đúng không? Không phải hàng giả, hàng thật. Nhưng à, mà hàng em thật. Có cái tính của em là ghét là em chỉ, với lại cầm cái điện thoại, mình là người làm nông mà. Người làm nông nhưng mà bây giờ ấy là phải thời đại bây giờ. Là phải hiện đại. Ủa, em ạ. À. Em vẫn đồng ý là cho cầm điện thoại không phải là cái thời nào cũng như vậy thôi. Nhưng mà mình phải mức độ. Nhưng mà vợ em sử dụng nhiều quá đúng không? Dạ. Có cái thời điểm mà, tức là buôn bán qua online mà. À. Là phải... thời gian 24 tiếng. Vợ em có thường xuyên chất kem phấn trên mặt không? Bôi liên tục không? Trước kia bán mỹ phẩm là rất nhiều ạ. À, bây giờ hiện nay là bây giờ là bộ chuyển sang buôn bán thạch là... Thạch gì em? Thạch cây thạch đen ở quê em có cây thạch. Cây thạch đen là để làm gì? Làm nước uống? Xoa cái gì ạ? Là xoa cái gì? Anh không biết. Cái gọi là cái... Thôi được rồi, vậy đi. Rồi, tạm thời là anh chưa biết. Rồi, sau này anh sẽ tìm hiểu nhé. Rồi bây giờ này, em thực sự đến giờ phút này có thương vợ không? Có ạ. Bây giờ em hứa đi, là anh sẽ yêu em suốt đời. Vâng ạ, em hứa là sẽ yêu em suốt đời ạ. Ừ, anh thề, từ nay giờ về sau, đầu bạc răng long, dù hàm răng không còn chiếc nào, anh vẫn yêu em. Không cười, nghiêm túc. Dạ. Ừ. Vợ em sẽ xem. Nói đi. Nói chuyện nghiêm túc, vợ sẽ xem đó. Chắc chắn đến 99% là vợ em sẽ xem video này. Em nói làm sao, tự em nói chuyện làm sao để cho vợ phải về. Anh hứa là từ nay là gặp được em là anh không bao giờ chửi nữa. Nếu vợ bây giờ về, mình có làm một mâm cơm, một mâm cỗ thật to, hoành tráng. Em sẵn sàng là một mâm cơm ạ. À. Mình đã chuẩn bị những gì rồi? Có gà, có heo bò chưa? Gia đình là có của cải rất đầy đủ. À. Gà, ngoé là vịt. Mấy con? Nhiều. Nhiều. Nói chung là nhiều. Chục con không? Hơn luôn hả? Gà to nhất thì mấy ký? 2 ký. 2 ký. 2 ký nuôi lâu chưa? Nuôi 7-8 tháng rồi. Ủa, 7-8 tháng là ngon rồi. Dạ. Bữa nào nếu mà làm tiệc vợ về là phải gọi anh nha. Dạ, anh sẵn sàng mời đội hiệp sĩ ạ. Rồi được, anh ok, anh cảm ơn em nha. Dạ. Rồi bây giờ mời em hãy lên tiếng chia sẻ thẳng thắn lên video này để hy vọng là các cô chú anh chị tất cả các tỉnh thành xem video này phát hiện được vợ em đâu, giúp vợ em quay trở về. Rồi mời em. Vâng, em mong anh chị cô bác gần xa thấy vợ em ở đâu hay làm công ty nào cố gắng giúp đỡ em, liên hệ qua số điện thoại 038 2732 422 để gia đình em được đoàn tụ. Em thực sự có tha thiết không? Em có. Hôm nay em về đây ạ. Em về đây em nói thật thì em có tha thiết không? Có ạ. Chứ không là mình tìm nhiều người về đây tìm, nhưng mà tìm giá. Em giá cũng, là gì? Tìm để biết thôi. Thật sự là những ngày tháng vợ con bỏ đi là em cũng tìm 3-4 tỉnh thành phố rồi. Ui, rất là mệt mỏi rồi. 3-4 tỉnh luôn hả? Dạ, Lâm Đồng, rồi Bình Dương, rồi Sài Gòn. Ôi, thật sự là rất là mệt mỏi. Tội ha. Ê, khổ. Cái thời gian em đi tìm vợ là thấy bữa nay là mệt mỏi lắm rồi. Mệt chưa?
Dạ, mệt thật Đấy, sự. bây giờ tao ngấm chưa? Đúng rồi. Đấy, vợ bây giờ đang nghĩ trong đầu, bây giờ tao đi cho một trăng cho mày nhớ đời luôn. Đấy. Chắc vậy ạ. Đúng chưa? Đúng rồi. Cũng có thể là vợ cảnh cảnh cáo đấy. Lần đầu tiên là cảnh cáo. Lần này này. Nhưng mà đi lần sau là khỏi về luôn. Đợt này đợt thật rồi ạ. Thật Đợt chưa? sau là không có rồi ạ. Nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Rồi. Bây giờ nếu thực sự bây giờ cái câu chuyện này em nhớ là cái việc của em. Nhưng nếu anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ra mà vợ em thực sự sống chung người đàn ông khác, em còn muốn tìm vợ mình nữa về không? Nếu mà sống chung có 10 người đàn ông khác thì em sẵn sàng là cho cái đường sống của vợ chồng mình mỗi người đi một đường riêng ạ. Rồi, cho vợ đi hạnh phúc riêng, đúng không? Vâng ạ. Em có lấy vợ khác không? Em cái này em chưa nghĩ tới ạ. À, nếu lấy vợ thì anh sẽ tìm cho. Vâng ạ, cảm ơn Ừ. người hiệp sĩ ạ. Rồi, đấy anh rất nhiệt tình ở cho vấn đề đấy nhá. Dạ. Rồi, bây giờ có nghĩa là anh sẽ đưa ra tất cả giả thiết và tất cả các tình huống. Hy vọng là em suy nghĩ và em về em xem video này. Những cái điều anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ nó hoàn toàn rất thật và rất chính xác nhá. Vâng ạ. Anh không mong muốn điều tồi tệ nhất xảy ra đến với gia đình em. Anh hy vọng là các con của em luôn luôn có mẹ, có cha em nhé. Dạ. Nhưng nếu điều một điều không may mắn thực sự mà vợ em không thương em nữa, mà vì lý do là trước đây cái cuộc sống hôn nhân là em sống thật quá, em không có nhiều tình cảm dành cho vợ, dù rằng trong lòng em rất thương vợ. Vì vậy cho hôm nay là vợ em, những ngày tháng qua vợ em có thể là quen một người đàn ông khác nhá, thì mình cũng đành lòng Vâng ạ, nếu chấp mà nhận. vợ nếu mà vợ mà quên người đàn ông khác thì em chấp nhận cho vợ để cho vợ con tôi đi làm ăn với người khác Rồi. cho vui vẻ ạ. Rồi, còn là có hướng khác đúng không? Dạ. Anh thấy em là một người dân tộc Lùng đang sống ở một cái tỉnh rất xa, đúng không? Nhưng mà em về chia sẻ anh thấy em cũng rất nhiệt tình. Hoàn toàn đến giờ phút này anh không bôi bác em, nhưng anh thấy em mặc quần áo hiện nay quần áo rách. Dép thì một đôi dép này dép của những ông thợ cầu đường thời xưa. Đúng không ạ? Dép này không phải là dép tổ ong mà dép của là những người thợ cầu đường những năm trước đây khoảng năm chín mấy. Đó anh được biết như vậy. Nhìn thì rất tội. Em hoàn toàn rất thật và rất chân tình. Anh hy vọng là nếu anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng video lên, chắc chắn vợ em sẽ xem được và vợ em sẽ suy nghĩ lại. Và đây là một ông chồng nhà quê thực sự nhưng rất thương. Còn nếu kiếm một ông chồng thành phố nhưng chưa chắc ông đó đã có thương mình hay không. Anh hy vọng là vợ em xem và vợ em suy nghĩ lại, vợ em hãy quay trở về cùng với chồng với con của mình. Anh cũng rất mừng là hiện nay là kinh tế gia đình em cũng ổn, không giàu nhưng vẫn ổn, đủ sống, đủ ăn, đủ mặc. Đó là một điều rất vui rồi. Và hiện nay là em còn hai con cũng đang mong ngóng từng giờ từng phút một, hy vọng là mẹ quay trở về. Hy vọng trong thời gian tới thì anh em ở phía Bình Dương sẽ giúp em Dạ, tìm được vợ em em quay cũng trở mong về muốn em được nhé. gia đình em đoàn tụ lại ạ. Em hãy nhắc lại cho các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được vợ em họ tên đầy đủ là gì. Vợ em là Đường Thị Thầm. Sinh năm. Họ tên đầy đủ là Đường Thị Thầm. Sinh năm. Sinh năm ba ngày ngày 30 tháng 12 năm 1990. Rồi. Mong cô bác anh chị cố gắng giúp gia đình. Rồi. Anh cảm ơn em nhé. Giờ kính thưa cô chú anh chị bạn, thì hiện nay một em trai ở người dân tộc Lùng, quê thì gốc thì tỉnh Lạng Sơn, nhưng hiện nay đang sống ở một tỉnh rất xa. Thì về đây là nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ. Câu chuyện này phải nói là em trai này chia sẻ rất thật, nhưng chưa biết là thực sự trong nội tâm có thật hay không. Nhưng theo cái con mắt khách quan của anh em hiệp sĩ Bình Dương nhìn thì em trai này rất thật, rất chân tình. Hy vọng là em gái xem được video này, em gái hãy quay trở về cùng với chồng với con mình. Các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin một em gái lưu hình như trên thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em tìm cách là khuyên răn để cho em gái này, nếu thực sự giận chồng hoặc có say nắng say mưa thì em gái hãy quay trở về một người chồng của mình. Một người chồng này hoàn toàn chung thủy, rất thương yêu, giận vợ nhưng mà cũng chưa đánh vợ một cái bạt tai nào. Đó là một điều cũng rất mừng rồi. Mà em trai này hiện nay thì cũng rất chịu khó, mặc quần áo thì quần áo rách. Anh không biết là ở nhà mình còn quần áo là lành hơn không, nhưng mà hiện nay thì thực sự là quần áo thì rách cả trong rách cả ngoài, nhìn rất thương. Đó, bây giờ là lát nữa này em sẽ về đâu đây? Tắt nơi chắc đi ra ngoài đường xem chỗ nào ngồi tạm một lúc ạ. Ngồi tạm nghỉ đúng Dạ, không? nghỉ một lúc ạ. Thì em nghỉ đây đi cho nó mát. Bây giờ chưa kiếm được vợ thì em cũng chưa biết đi đâu ạ. Bây giờ trước mắt đấy. Nếu mà thấy được vợ thì cũng đi với vợ làm công việc một thời gian là ngắn ạ. À, em muốn đi cùng với vợ đúng không? Dạ. Trước mắt là em về ăn mặc ngon lành hơn nha, Dạ. tu tỉnh tư Vâng. tưởng thoải mái và nuôi dạy hai đứa con. Vâng Vợ ạ. em sẽ quay trở về với chồng với con, Vâng ạ. với điều kiện là em phải thay đổi và em phải hứa trên video này là em mãi mãi không đánh vợ nữa. Rồi em lên tiếng đi.
Em hứa là không bao giờ chửi vợ nữa, chứ Em còn hứa cái này, hứa lớn nha. còn em hứa nếu mà gặp được em nữa là anh sẽ không chửi em nữa. Anh thề, anh Anh hứa với thề anh em. hứa, nhưng mà Họ tên, vợ là gì? cái bảo là đánh đánh đập là không được đánh, là không 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 hứa Nhưng được mà tối phải không được đuổi ngủ riêng nữa mà phải bắt ngủ chung. ạ. Dạ Hứa đi. hứa, em hứa, Hứa làm sao? xin hứa là không 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 ngủ riêng nữa ạ. Chắc không? Chắc ạ. Ngủ riêng là vợ tội lắm thật. Vợ là người bấm bấm là anh khác anh tán tỉnh vẫn mất vợ luôn. Vâng Đúng ạ, chưa? vâng ạ. Đúng lúc anh khác anh cũng là bị chồng đuổi ấy, hiểu không? Bị cũng bị người khác, người ta cũng bị vợ đuổi ấy. Là người ta ngồi mình, người ta ngủ riêng ấy, là người ta gặp vợ mình là người ta tán tỉnh luôn, là mất vợ, đúng chưa? Đúng rồi. Đó, chính xác không? Anh nói chuyện là đúng chính xác chưa? Chính xác rồi. Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây là một cái câu chuyện là thực sự em trai rất là thật tình. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ video này nhiều hơn nữa để giúp đội hiệp sĩ Quân Thần Dương sớm tìm được thông tin chính thức em gái đang ở đâu, giúp em gái là quay trở về. Dạ cuối video này cho phép công trần xin là thay mặt đội hiệp sĩ Quân Thần Dương, anh chúc em cùng với toàn thể gia đình, đặc biệt là các con của em luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong những ngày sắp tới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin giúp vợ em quay trở về cùng với em nhé. Vâng ạ, em cũng xin cảm ơn là đội hiệp sĩ Bình Dương ạ. Rồi chào em. Kính thưa cô chú anh chị bạn, thì trong thời gian qua anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm và giúp rất nhiều các trường hợp, đặc biệt là đến giờ phút này một ngày có thể anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp cận hàng chục, có thể làm nhiều chục trường hợp. Các cô các chú anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm người thân. Anh em hiệp sĩ Bình Dương này cũng tìm ra rất nhiều, nhưng mà rất lấy làm tiếc là hiện nay rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa, nhiều khi về đây thì một lòng là về đây nhờ, nhưng đến khi nhờ được rồi, con hoặc vợ hoặc người thân về rồi thì nhiều người từ chối cũng không muốn về đây để gặp hiệp sĩ Bình Dương nữa, vì nêu những cái lý do có thể là đúng và có thể là không đúng, và có thể là nhiều người chia sẻ là tôi ở xa, con tôi phải đi học, con tôi phải bận, vân vân và vân vân. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương là cũng tất cả cũng bỏ qua, vì mục đích chính là mình giúp người, mình không cần những cái khác. Nhưng mà nếu ai thực sự mà nếu có thời gian thì giúp xong được thành công thì về đây cảm ơn anh em hiệp sĩ Bình Dương, cũng như chia sẻ các câu chuyện lên để cho các cô chú anh chị để mọi người biết thông tin và mừng cho tất cả gia đình. Và cuối video là cho phép công trần như là thay mặt đội hiệp sĩ Bình Dương chúc các cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì cô chú anh chị tiếp tục giúp đỡ ủng hộ cho đội hiệp sĩ Quân Thần Bình Dương nhiều hơn nữa để đội hiệp sĩ Quân Thần Bình Dương tiếp tục giúp đời giúp người. Rồi bây giờ này cái thông tin ấy, em đưa là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Cái thông tin của em hoàn toàn đúng sự thật, Em khẳng định là đúng không? em khẳng định 100% ạ. Rồi có lẽ hôm nay thì anh sẽ đưa thông tin của vợ em lên tất cả Dạ trang mạng xã hội vâng ạ, để giúp, mục đích chính là giúp vợ em quay trở về cùng gia đình, vâng ạ, đúng không? em xin cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Dương ạ. Em có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương tất cả các kênh đăng thông tin em cũng như vợ em để lên tất cả chương trình để mục đích chính tìm vợ không? Em có đồng ý, Rồi ok, cảm ơn em có nhé. gì sai trái là em chịu trách nhiệm hết ạ. Rồi em trai một người dân tộc Lùng rất đẳng cấp bản lĩnh, rồi anh chúc em luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào em. Vâng ạ, em cảm ơn nhiều ạ.